Chào các bác, đầu năm mới à. Hôm nay là mười mấy chả biết, nhưng mà vừa mới cho hai đứa tôi ra viện nằm từ thì nó ốm từ hôm mùng 3, mùng 4 mới đưa đi viện viện nhi ấy. Thì hôm qua nó mới được ra, tưởng đơn giản các bác, thì hôm sau nó đã qua rồi. Thì trong vòng 10 ngày đi viện ấy, khoảng 10 ngày đi viện thì về thì cây cối tùm lục lá các bác, mùa xuân thì mọi thứ vất vả, có đợt ốm thì nó cũng qua rồi, về nhìn cái cây cối nó đỡ mệt mỏi các bác đấy. Nào biết mấy cái hoa vẫn còn nở mãi không hết, lộc lá qua cái đợt mưa vừa rồi ở Hà Nội các bác, lộc rất nhiều, tí nữa em sẽ cắt hết đi. Chưa đến rằm đâu, ngày mai mới đến rằm, cắt hết cho nó đỡ bị phá thế theo cái ý của mình thôi. Đấy, tí nữa em cắt để bác xem nhé. Cái này quất này thì vặt quả sau, quả sẽ vặt sau. Đấy, à bác, là cháu nó đi viện thì cũng tốn kém, nhưng mà đi ra gần đây nhất có thấy cái ổi này bác. Thì hôm đấy tôi không mua, nhưng mà một ông ấy mua. Không phải tôi không mua mà tôi đang chờ để cuối buổi tôi sẽ lấy rồi. Để chờ cho ăn xe ngoài nói chuyện thì ông này ông lấy. Thì ông về mất, mình cũng hỏi mãi mới ra nhà ông để vào tận nơi lấy, vừa vào lấy các bạn. Vừa vào tận nhà lấy đấy nhá. Thì giá chắc chắn nó đội lên rất là nhiều. Nhưng mà thôi, cảnh mà mê rồi thì biết làm nào. Các bác nhỉ. Một số bác chắc cũng giống em, thực ra nó cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà em thích cây này là nó có quả mà gốc nó khá ok. Cứ tán chứ thì nó bị lỗi hết rồi. Thì em sẽ có cái video riêng để quay để vừa trồng vừa làm lại sáng cái cây này, cũng để nghiên cứu cây này đau đầu phết đấy. Đấy, cứ để cái này thì nó không hay. Thì sẽ có một clip riêng, mà hôm nay cũng muộn rồi, trời nó cũng sắp tối. Đấy, đây mấy em này thì tết tiếc cũng rét mướt, nó không ra được quá liếc, bây giờ nó xanh này chả nhìn thấy dáng rất đâu nữa. Ổi này có một số bác gọi em mà lại thánh ổi, nhưng mà thực ra đấy, em có cái cây gì có số có má đâu, chơi thôi. Mình thì mình biết, nhưng mà mình chưa có điều kiện mình chơi nhiều những cây có giá trị, sau này hy vọng về già thì nó sẽ ok. Đó, ổi này. May quá, có một cái cây cỡ kia là bị chết là do hôm ấy xây rượu nào thì một ít lân về thì vãi vào gốc nó, thì nó sót quá, nó tèo không cứu không kịp. Đây, còn cây này thì thay chậu hôm trước tết này, vẫn tốt này các bác. Sau này có một số bác hỏi là tại sao thay chậu mà lại không cắt bớt đất đi để nó lồi cái kia, nhưng mà thực ra là em để cho nó dần dần cho nó giã vào cái, nó lộ cái bệ ra thì nó mới hay quá. Đấy, cái bệ của nó rất là ok, cây này tùm cả cỏ cây. Cây này còn một đống cây bưởi nó mọc đây, tết ăn bưởi các bác. Cây này cây ổi lão này các bác, nhìn có nhìn nhận ra cách đây có mấy hôm nó không như thế này đâu các. Đấy, tốt thì cứ cho nó già cái răm thì lại rút thôi, chứ ổi này mà để cứ để này thì không nhìn thấy dáng dấp gì các, nó có cái hạn chế ở thế, vì lá nó rất là to. Đấy, mặc dù nó cũng chả có dinh dưỡng gì đâu. Đấy, nhưng mà thôi, cái lộc lá là mùa xuân quá, mình qua cái đợt hạn của các cháu ấy. Đấy, dù này thì mới cắt cách đây, cái video của tôi gần gần đây thôi, mới cắt đây, nhưng mà sau mấy ngày đi chăm các cháu ở viện về nhìn không nhận ra, tùm thì cũng để ra rồi thì mới xử lý tiếp, thả cho nó khỏe cây đã. Đấy, sức mạnh của mùa xuân đó, của mưa xuân và thời tiết trời ấm áp là nó như thế đó. Còn mùa đông thì nó không có ra được đâu.
Đây, cây muộn nhất là cây này, cây lộc vừng này. Lộc vừng mà em thay chậu lên chậu. Muộn nhất là cây này, vì nó già quá, nó già quá. Đấy thì nó cũng đã chịu bật mầm này, bật lộc. Nhưng mà cây gớm. Này các bác, chuẩn bị nó sẽ tu tủa nó ra đấy các bác. Đấy. Nó nhìn nhé, không phải củi khô đâu nhé, không phải củi khô đâu nhé. Đấy, nhìn rõ chưa? Đấy, chả bón sới đâu. Đây. Bạch tuyết mà. Cái hoa hồng của tôi kinh khủng kìa bác. Hồng nhung ta ấy. Cái này thì tầm phải hơn 20 năm rồi bác. Rất là lâu rồi. Cứ mãi ở đây rồi. Đấy. Từ hồi mà cái sân này chưa có bác. Thì đã có cái hồng này, đây cái xanh này, đục đẽo các kiểu rồi là rút răm các kiểu, bây giờ nó cũng xanh um rồi, thiếu cái ngọn này. Đó. Chờ thời gian nữa thì lại được quay video phụ các bác cây này nhé. Đấy. Các bác bảo em đục chết, không chết đâu các bác, làm chết thì có mà tội lỗi quá. Đó, đục này cho bệ nó quái thôi chứ không có cái gì để có ý đồ rõ rệt lắm. Đó. Để lại một số cái cây nó ra đây để tiện tưới với lại nó đỡ lôi thôi quá. Mình mà được nghỉ lâu dài thì mình sẽ làm một cái giá ở đây. À, tất nhiên là cây nó phải ok thì mới để lên. Đây vẫn chưa có gì mấy. Nói chung là một màu xanh của lục lá. Hy vọng qua cái đợt ốm đau của bọn trẻ thì nó lục lá hơn. À, các bác. Cây nào cũng lục non hết. Và dưới. Đây là mẫu đơn này, mẫu đơn ta đây, cũng chịu ra lộc này bác, đỏ chót này. Đó. Không chết đâu, ít chết lắm. Đây là cây này bác nhận ra, cái cây mà em bảo nó đào vừa ruộng ấy, mà nhiều bác cứ hỏi bảo là cây xương cá nhưng không phải đâu bác, không phải xương cá đâu. Đấy, bây giờ các bác nhìn thấy cái lộc của nó kinh không? Chùm kín cả cây cối, cây này rất dễ sống, cắm cành sống mà. Cứ vui vui thế là sống thôi. Này thì cứ cho nó thả mái mà ngọt đi. Sau mình giật tay giật chi xong. Đó. Chắc không nhận ra đâu các bác nhỉ. Màu xanh um. Cam cành. Đấy cái hồng này các bác. Để bác cái hồng nhung nhé. Hồng nhung. Gốc của nó thì cũng không to vì không chăm bón gì, gà nó mới hết rồi. Nhưng mà thực ra nó già lắm, là kinh khủng lắm. Trước Tết khoảng độ 2 tháng các bác nên cắt bỏ đi thì nó ra nó nở kịp Tết. Nó lại nổi đi. Nảy lộc nên nó nở kịp Tết quá. Nó hồng quá. Một bông nó bằng cái lòng bàn tay này, to rất là to. Như khi mà các bác cắt được thì nó ra kín cây luôn, tùy vào cái tán nó coi nhỉ. Đấy, các bác. Hoa giấy đây, lộc lá đây, rất nhiều lộc này mà lại cháu lại ốm, đi mất khoản nặng nặng các bác. 10 ngày nằm viện nhi mà lại là phòng dịch vụ các bác, thì cứ thế mà nhân tiền thôi, chả được bảo hiểm gì đâu. Đấy. Nam Điền này, thích không các bác? Xanh mướt luôn.
về không nhận ra mà. Hôm trước hôm mùng 4 Tết nó còn dăm, nó còn lộ lắm, nhưng mà bây giờ thì còn màu xanh ngọc, rất thích. Để đây. Xanh mướt. Con này thì lại hơi đuối tí nhưng mà vẫn còn kịp. Mưa cái là phun này chả có thuốc thang đâu các. Tôi chưa phải chơi chuyên nghiệp, những cái thuốc thang thứ tôi biết hết. Mình không chơi chuyên nghiệp mà chưa có điều kiện chơi chuyên nghiệp. Xanh mướt. Một số bác bảo là cái cây kia là cây mà cái dại của em là cây vàng, không phải là cây này là cây vàng, cây này mới gọi là cây vàng và nước. Cái này nó như con hiệu sung sung đấy. Thế còn quay trở lại cây này là vừa mới đỗ xe về đến đây các bác, vừa đỗ xe đây, đất bẩn chẳng này đấy. Thì cây này chắc phải cuối tuần kiếm cái chậu cho vào, cuối tuần mới chậu cho vào quay các bác nhé, lên mấy kịch bản cho nó. Đấy thì hôm ý anh em đã góp ý thì các bác nghĩ góp ý luôn, em là em muốn cắt bỏ cái kênh này, cắt bỏ cái tay này để làm cái siêu, nhưng mà cái đoạn này nó lại dài quá mà cắt đi thì là làm cái phôi hơi tiếc, mà để thì nó không bao giờ nó đẹp được. Thế em đang suy nghĩ. Đấy, quả tiếc này. Rồi, mấy quả to vào hết rồi, quả to chín vào hết rồi. Đấy, các bác nhé. Rồi.